Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số với chủ đề khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị. Đây là một trong các hoạt động quan trọng của tỉnh Bạc Liêu nhằm hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 và ngày chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu. Tham dự buổi hội thảo có đồng chí Quỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội thảo, các doanh nghiệp đã trình bày 8 tham luận gồm xây dựng mô hình tham chiếu và nền tảng dữ liệu cấp tỉnh, thành phố, giải pháp nâng cao năng lực phòng thủ trong kỷ nguyên chuyển đổi số, dữ liệu tài sản quý của doanh nghiệp, tổ chức, giải pháp du lịch thông minh, giải pháp chuyển đổi số trong dạy và học, giải pháp cung cấp nền tảng và quy trình phát hành sản phẩm số cho doanh nghiệp cùng Orandin, giải pháp kho dữ liệu tỉnh, thành phố. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Chí Nguyện khẳng định tầm quan trọng lợi ích to lớn mà dữ liệu sẽ mang lại. Vì vậy, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương phối hợp đẩy mạnh số hóa, xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cung cấp dữ liệu mở phục vụ chính quyền, người dân và doanh nghiệp, trong đó ưu tiên dữ liệu mà người dân, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng cao, từng bước hình thành kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, rà soát thực hiện cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến, nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, bảo đảm an toàn bảo mật dữ liệu. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong rằng hội thảo là dịp để lãnh đạo tỉnh và các địa phương tiếp cận các giải pháp công nghệ mới để từ đó lựa chọn giải pháp chuyển đổi số phù hợp cho đơn vị địa phương, đồng thời tư vấn kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp do ngành địa phương quản lý tìm hiểu sử dụng các nền tảng số, công nghệ số vào quản lý sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, xây dựng và phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn, nâng cao chỉ số chuyển đổi số của tỉnh Bạc Liêu.